Ngày 10 tháng 11, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Di Văn Tài 26 tuổi, trú tại bản Tam Bông, xã Tam Quan, huyện Tương Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian qua, Công an huyện Tương Dương nhận được nhiều trình báo của người dân về việc bị mất tài sản khi đi chữa bệnh ở trung tâm y tế huyện. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an nhận thấy kẻ trộm ra tay rất tinh vi, lợi dụng khi người dân không để ý đã lẩn đi điện thoại, ví tiền của họ. Sàng lọc các đối tượng cộng cán trên địa bàn, cơ quan công an phát hiện Di Văn Tài có nhiều biểu hiện liên quan đến vụ án. Tài là con nghiện lâu năm, không có việc làm ổn định. Thời điểm người dân trình báo, Tài thường xuyên xuất hiện ở khu vực xảy ra mất trộm đồ. Khi Tài đang bán điện thoại vừa mới trộm được cho một cửa hàng thì công an đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, từ đầu năm 2019 đến nay, gã đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm tại trung tâm y tế huyện Tương Dương với tổng số tài sản có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Số tiền có được từ bán tài sản lấy trộm, Tài dùng để tiêu xài cá nhân, mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện cho chính mình. Xem tin gốc tại đây.